Chào các bạn học sinh lớp 5 trường tiểu học Trung Hoa. Bác là nhà thám hiểm Hồ Khanh. Phần tìm hiểu của các cháu thật tuyệt. Bác đã khám phá ra hang động này vào năm 1991. Hôm nay bác sẽ đồng hành với các cháu khám phá điều kỳ diệu của hang. Chúc các cháu học ngoan, học vui nhé.